tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng văn hóa, luyện thi đại học sau phương Nam được thành lập theo quyết định số 1630 trên QĐ-CBDT-TC. Trung tâm sau phương Nam có 2 cơ sở, giao thông thuận lợi, tọa lạc tại 151-153 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú và 201 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận 1. Nhắm tới mục tiêu chất lượng hàng đầu nên Trung tâm sau phương Nam có sự hiện diện giảng dạy của nhiều thầy cô có ít nhất 10 năm dạy giảng kinh nghiệm trong ngành giáo dục. Đặc biệt, tổ chức các buổi giải đề thi thử đại học với các thủ khoa đại học năm trước. Trung tâm sau phương Nam đầu tư cơ sở vật chất khang trang hiện đại. Hàng năm, sau phương Nam đều tổ chức thi thử hết học kỳ 1, 2 và đặc biệt là tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông và thi thử đại học dành cho tất cả học sinh trong và ngoài trung tâm có nhu cầu tham gia với những phần thưởng lớn có giá trị. Thông qua kỳ thi thử, trung tâm sẽ phát hiện và bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi cũng như phụ đạo cho học sinh yếu. Vừa qua, sau phương Nam có nhiều hoạt động truyền thông như trở thành nhà tài trợ bạc của giải golf vì trẻ em Việt Nam Screen for the Kids năm 2013 do báo đầu tư tổ chức, trao các giải thưởng và học bổng cho học sinh nghèo học giỏi tại các tỉnh Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Bến Tre, v.v. Bước vào giai đoạn cuối của năm học và chào đón năm học mới, Trung tâm Ngoại ngữ, Bồi dưỡng Văn hóa, Luyện thi Đại học sau phương Nam thông báo mở các lớp luyện thi đại học cấp tốc, các lớp bồi dưỡng văn hóa hè, các lớp luyện thi dài hạn như sau: luyện thi đại học cấp tốc 1 tháng, tổng khai giảng đầu tháng 6 hàng năm; bồi dưỡng văn hóa hè lớp 9, lớp 10, 11, 12, tổng khai giảng đầu tháng 6 hàng năm; luyện thi đại học dài hạn, tổng khai giảng đầu tháng 9 hàng năm. Nội trú được trang bị hiện đại, thoáng mát, đảm bảo chất lượng tốt nhất. Khu nội trú nam nữ riêng biệt. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời tâm sự của một học sinh đang luyện thi tại trung tâm. Sau thời gian học tập tại FBN, em cảm thấy trung tâm rất là tốt, các thầy cô tận tình giúp đỡ học sinh. Đặc biệt qua các kỳ thi thử ở trung tâm, em kiểm tra được năng lực của chính mình. Trung tâm Ngoại ngữ, Bồi dưỡng Văn hóa, Luyện thi Đại học sau phương Nam cam kết với quý phụ huynh: một lớp học không quá 20 em học sinh, học sáng chiều các ngày trong tuần, 40 tiết một tuần, buổi tối có giáo viên dò bài, hướng dẫn học, học phí không tăng trong quá trình học, giáo viên đạt tiêu chuẩn chọn lựa cao nhất, học sinh luôn được quản lý chặt chẽ. Đặc biệt, học sinh được luyện giải đề thi thử đại học và tương tác trực tuyến chuyên đề luyện thi đại học cùng các thủ khoa đại học năm 2013 như môn toán với Lê Minh Cường, thủ khoa trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; môn lý với Nguyễn Hoàng Nam, thủ khoa trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh; môn sinh với Phan Thị Hồng Hải, thủ khoa Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội; môn văn với Đinh Thị Lệ Thu, thủ khoa Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong những năm học, với những gì mà Trung tâm Ngoại ngữ, Bồi dưỡng Văn hóa, Luyện thi Đại học sau phương Nam đang thực hiện, sẽ tạo một bước chuyển và tiếp nối vững chắc kiến thức cho tất cả các học sinh tham gia vào các khóa học, đặc biệt là các em học sinh mong muốn thi đậu đại học vào các trường danh tiếng. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ, Bồi dưỡng Văn hóa, Luyện thi Đại học sau phương Nam, cơ sở 1, 151-153 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; cơ sở 2, 201 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Cao, quận 1; điện thoại 0836030439, hotline 0983761767, website www.sbn.edu.vn. Sao phương Nam trao khát khao nhận điểm cao.